Hi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đến với clip tiếp theo của em. Này em mùng 2 Tết, em ở nhà. Mới hôm qua một em đi uống rượu, bia nhiều quá, say. Bia thay Tết, say quá các bạn. Hôm nay em ở nhà. Em mùng 2 họ mới mở cửa. Em mới mua được gói cucumi đại. Một gói rưỡi các bạn đây này, em mới pha được vào đây, em mới pha vào đã tô rồi các bạn, nhìn đây này, đã tô rồi các bạn, đã đây này, em mới pha xong này các bạn, pha một gói, bữa trưa đơn giản một hai tết của em, mời các bạn ăn với em nha, em có ít chả lem, với cả chả lụa, gói đấy các bạn, và thịt, đậu đây này, thịt các bạn. Rồi bữa của em này, bữa trưa của em. Rồi em mời các bác ăn với em nhé. Ăn qua này Tết đi ăn nhiều món như bánh chưng với dưa hành ngán lắm. Giờ thay đổi bữa của em là mì tôm ăn thịt thịt có sẵn nhà có gì cho bạn ăn mặn quá mở ra nhé. Em mua hai gói, ra một gói mới có hết đâu nữa. Đừng bữa quá. Tết ăn nhiều quá quá. Nhiều mình chưng với thịt thả ngán hậu bữa mình tôm vào rượu bia xài quá you
ngon các bạn, ăn mì tôm đơn giản ngon các bạn, hết rồi các bạn, hết rồi các bạn, cực ngon các bạn, tôi cứ mì của cô giữa này ngon các bạn. Các bác thấy video em kết thúc video tại đây, rất mong các bác ủng hộ em và đăng ký kênh giúp em nhé. Em mong các bác ủng hộ em và đăng ký kênh. Em xin chào tất cả các bác, hẹn các bác những video tiếp theo. Bye bye các bác nhé.